Chào mọi người nhá. Hôm nay mình đi nhổ mì. Em mọi người. Đây. 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 Cảnh ở đây cũng đẹp mọi người. Đây. Và đây, mọi người cùng mình xem cảnh nhá. Đây cá này, cây điều đẹp, thì đây là mì mùa nhá mọi người. Mì này chưa nhổ đâu, này nhổ mì lỡ thôi. Mì này chắc tháng 3 á, nhổ á. Tháng 4 cũng sắp mưa rồi. Cho tháng 3 đi mọi người. Đây, làm clip đây là anh em nào đăng ký kênh của mình nhá. Đây, cảnh thật đẹp phải không mọi người. Đây. Đây đi khám phá cảnh này. Đây cảnh thanh niên nha. Đẹp lắm. Là hồi xưa ở đây thì chắc cây cối nhiều. Bên bữa nay thì người ta làm nương rẫy á, ta phát đi là trồng lại cây điều nữa. Và nó có màu sắc thiên nhiên đẹp. Mọi người. Tất cả cánh ở đây này thì cũng đẹp, đẹp lắm mọi người. Đây. Chào tất cả mọi người nhá. Đây thì cũng nương rẫy ở đây cũng cá cần, nhưng cũng cho là xa đấy mọi người, cũng xa cũng cần đấy. Đi thì mất từ nhà thì tới đây khoảng cần tiếng. Mà này, mình cũng quên đi, cũng quên đi, cũng mệt. Đó mọi người, đây. Cảnh ở đây này. Đây. Cảnh ở đây này, mọi người. Cho mọi người coi nha. Đây, này nắng lắm. Đây. Cảnh cây thì sau mình là núi nhá mọi người, núi kia là cũng cao đấy, do mình đứng ở thấp thấy nó ít, từ đây tới kia cũng cần một cây. Và núi trên núi kia, trên đồi kia nhá mọi người, đây là mình đứng thấp mà nương luôn. Cảnh đẹp phải không? Đẹp. Đây mọi người. Đấy. Đây mọi người. Mình quay lại chỗ trôi nha mọi người. Trôi. Đây. Chỗ trôi nha mọi người. Đây. Đây này. Bên đây là cũng núi đây mọi người. Trên kia có núi cao đấy, sau mình đấy, núi cao. Mà do mình đứng ở đây nó thấp đó, nó thấp. Mình nhìn lên nó ít. Đấy mọi người. Đây, mình quay lại chỗ trôi nhá. Để cho mọi người xem nhá. Mình đang đi đây. Ở đây mưa, hôm qua mưa to lắm mọi người. Đường nó cũng khó đi, khá là khó. Nhưng mà do là nương rẫy mình là mình cố gắng thôi, phải đi thôi. Cái gì mình cũng cố gắng thôi mọi người. Dù là
đường khó như thế nào mình cũng tới nương lái. Đây mọi người, đây cảnh không cảnh nha, đây là choi nha, cần choi nha mọi người, cần choi á, choi đây là mấy đứa trẻ nó ồn ào lắm đây mọi người, đây này cũng khá là người đông đi nhổ mì. Đây mình quay cảnh ở đây để mọi người xem nhé. Đây này là buổi trưa nha mọi người, mình nghỉ trưa nhá, này đang nấu canh nấu cơm á mà chưa chín á, mà nó chín là mình vô là mình ăn thôi, đó là việc của phụ nữ, còn mình đàn ông thì cũng lúc thì cũng giúp đỡ phụ nữ nấu canh nấu cơm, nhưng mà bữa nay là phụ nữ là nhiều, nhưng mà cho họ nấu canh nấu cơm thì xong là mình đi ăn thôi, thế thôi đấy mọi người. Đây cũng phong cảnh ở đây cũng nhưng mà hơi che nhé, nhiều cây lắm, cảnh ở đây nhiều cây lắm, cây cối cây trồng á, trồng đây cây dừa này, cây đây này, cây bưởi, cây gì đấy đu thứ đây cũng đu thứ mọi người. Đây đây thì đây là nước giếng nha mọi người, nước giếng, nước này là dù là tháng 1, tháng 2, tháng 3 nó không cạn đâu, là nước nó ra từ từ đôi kia, từ đôi kia nó vào đây mà để nhà đây thì làm xây hết tất cả nha mọi người, xây hết tất cả đó để nước nó giữ nước nhé mọi người, để tắm tắm rồi nấu cơm thôi, nước để tắm nấu cơm thôi, mà uống thì mang nước từ nhà thôi, mang nước từ nhà mọi người, nước đây để tắm là nấu cơm thôi nhá mọi người. Đây đây này, đây canh đằng sau mình đấy mọi người, ui tóc nó u sù quá. Đây đấy, đây là cây gì mọi người mình không biết, không biết tên, đây là người ta ăn hoa đấy. Ừ, có trái nó cũng không có trái đâu. Ừ, mọi người đây là ở dưới cây nha mọi người, đây đây thùng phun thuốc nhá, để luôn ở đây luôn, đây này phun thuốc cây mì hay phun thuốc có gì mọi người. Đây cây mít này, cây mít nhỏ nhưng mà cây mít mua cây mít người ta kép đấy có trái rồi. Đây có trái rồi, đây này hoa đẹp chứ. Đây cánh thiên nhiên ở đây thì ở trong nương lái thôi mọi người, do là mình chưa có thời gian đi quay ở rừng nữa, rừng núi là thấp thì mình chưa kịp đi mọi người nhá, thông cảm nhá, mình quay ở nương rẫy thôi đấy mọi người. Đấy, thì quay cây cảnh cây cối ở trong rẫy thôi nhá mọi người. Đấy, đấy, thôi và mình quay lại ở chỗ trôi nữa mọi người, quay lại chỗ trôi nữa đây. Đây mọi người coi này, đang nấu canh này, nấu canh
Nương đây cũng mua thịt nha mọi người, mang vô này, nấu với rau nha, đây này, đây hai củ cái nha mọi người, đây này, đây toàn là cái đẹp không mọi người, đây, cho nha mọi người, đây. Đây, mình quay lại đây nữa mọi người, đây cái cảnh. Cảnh như là cây cái gì đấy, à, biết ta, cây cũng đẹp mọi người, đây, hoa, đây, đây này, ui, đây. Đây mọi người, này. Đây, ở đây, đây nữa là me nha mọi người, me nhiều lắm, nhiều trái lắm mọi người, đây, này. Mùa này là có me rồi nha mọi người, đấy. Tái nhiều lắm, bên trong nó nhiều hơn bên trong đấy, à, bên ngoài nó ít thôi, ít thôi mọi người, đây này. Nhiều lắm, nhiều trái lắm, đây này, mọi người, đây, 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 đây mọi người, trái này nhiều lắm, đây mọi người, đây, nhiều trái nha mọi người, me này nhiều trái lắm. Đây, mình ở dưới cây me đấy mọi người, dưới cây me nó mát lắm, mát mẻ lắm. Đây, đây, đây cây me, đây, sau thì độ sáng nhiều quá mọi người. Đây. Đây. Đây mọi người. Vô đây nữa. Đây, đây. Cảnh đây. Ở dưới cây điều nhá mọi người. Đứng ở dưới cây điều nhá. Đấy. Đứng dưới cây điều. Đây. Đây cảnh không. Cho là để cho nó đá nhiều lắm mình làm nương đáy không làm được. Là để lại cây gì. Đấy, để tự nhiên thôi. Không nào là mình làm được nương đáy thì mình bắt làm nương đáy thôi mọi người. Cây điều. Cây này cũng gần mấy năm, 5 năm, 6 năm. 6 năm hơn rồi. À, cây này do này. Có bệnh đấy. Cái điều này có bệnh. À, đình đi nghỉ rồi, cây đó. Còn đây toàn. Cảnh như đây nha mọi người. Mọi người khám phá và xem và ủng hộ kênh của mình nha. Đây, chào tất cả mọi người nhé. Đây, giờ quay lại chỗ chòi nữa, tí nữa quay lại chỗ chòi, giờ chỗ chòi nó ồn ào nhiều quá, giờ anh em nó nhiều lắm anh em. Đây, ở đây. Cảnh này, cảnh đằng sau này cũng đẹp mọi người. Đây, đây mọi người, em nha, em nó em không tỉnh táo nha mọi người thông cảm nha. Đây, em mình cũng lớn rồi mà cũng 96 rồi mọi người, cũng lớn rồi. 96 là nếu là người mình là trai mình là được cưới vợ và cũng có con rồi mà em nó cũng có suy nghĩ gì nhá mọi người thông cảm nhá. Mình phải em mình này đấy, để nhìn là mắt sáng suối đẹp trai đấy. Đấy, mình lớn đẹp trai, nếu là người bình thường thì cũng là ok đẹp trai
Đây mọi người, em mình đây. Đây, chào mọi người nhá. Đây, nhìn đẹp trai phải không? Đây mọi người. Đấy. Đây. Đây, chào mọi người nhá. Ôi, chào mọi người, mình dừng lại clip từ đây. Em bảo là bắt tay vì lâu cũng gần năm rồi mà không vô thăm đái nương của em. Mình này là mình em kêu là chúc, là kêu là chúc nhỏ mì là em là anh xuống đây và gặp em đây, và em không biết nói nha mọi người. Em biết nói đấy. Biết cười thôi và chơi giống như con nít thôi mọi người. Thôi mình dừng lại clip từ đây và chào mọi người nhá. Chào.